Chuyện của một siêu virus đang tàn phá thế giới. Tuy cốt truyện không phức tạp, nhưng cảm giác con người bất lực trước virus trong phim rất hồi hộp, gay cấn. Vì vậy, rất đáng để xem. Được rồi, chúng ta cùng xem phim nhé. Beth đang nói chuyện với bạn trai vừa mới chia tay. Cô ấy đột nhiên cảm thấy ho và sốt, nhưng cô ấy không quan tâm. Khi vừa đáp chuyến bay từ Hồng Kông liền trở về nhà. Đồng thời lúc này, một thanh niên ở Hồng Kông cũng bắt đầu sốt cao và ho. Và trong lúc đang mệt mỏi đã bị tai nạn ô tô. Tại London, nước Anh, người mẫu đột nhiên cảm thấy không khỏe. Sau khi về khách sạn, cô ấy đã ngã xuống sủi bọt mép và tử vong trong phòng tắm. Vô tình, một dịch bệnh không rõ nguồn gốc đang lan rộng trên khắp thế giới. Và Beth bất ngờ ngã xuống khi đang nghỉ ngơi ở nhà. Cô ấy bị co giật sủi bọt mép. Ngay cả khi mắc, chồng cô ấy đã đưa đến bác sĩ từ sớm. Nhưng cô ấy vẫn không thể qua khỏi. Việc này khiến mắc bị sốc. Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc. Khi anh ấy về nhà, con trai anh ấy cũng đã chết trên giường ngủ. Do tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân, vì vậy anh ấy cần phải được cách ly. Con gái vợ cũ của anh ấy đã biết tin, vội vã đến bệnh viện thăm anh ấy. Nhìn thấy con gái vẫn khỏe mạnh, Mark cảm thấy an tâm phần nào. Mặt khác, mẫu phân tích từ não Beth được gửi đến Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ để nghiên cứu. Các nhân viên đã phát hiện được sau khi phân tích, đây là loại virus mới rất dễ lây lan. Nó sẽ phá hủy hoàn toàn hệ thống miễn dịch của vật chủ trong một thời ngắn, cuối cùng sẽ giết chết vật chủ. Erin, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, đã đến công ty của Beth để điều tra và bắt đầu kiểm soát dịch bệnh. Mark bị nhân viên y tế lấy lời khai trong một thời gian dài. Anh ấy vô tình phát hiện ra vợ mình cắm sừng anh khi anh ấy được biết người tình của Beth đã lây bệnh cho cô ấy. Ally của CDC đã phát hiện ra cấu trúc của virus. Đây là sự kết hợp giữa gen rơi và lợn. Virus mới có khả năng kết nối với vật chủ chặt chẽ, vì thế khả năng tử vong rất cao. Việc nghiên cứu virus này hiện nay rất nguy hiểm. CDC ngay lập tức dừng tất cả việc nghiên cứu tại các trường đại học. Nhưng nhìn những người xung quanh đang hoang mang, tiến sĩ Ian cảm thấy mình cần có nghĩa vụ. Vì vậy, ông đã không phá hủy mẫu phân tích, nhưng trong phòng thí nghiệm của riêng ông ấy ở trường đại học, đã lai tạo thành công loại virus mới MEV1 này. Mặc dù bước đột phá của tiến sĩ Ian là một thành công quan trọng, nhưng việc phát triển vaccine vẫn cần thêm thời gian. Với tốc độ nhiễm virus hiện nay, thì ước tính sẽ có khoảng 800 triệu người trên thế giới sẽ bị nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cử một nhà khoa học là Mary nhanh chóng đến Hồng Kông, nơi khởi nguồn của dịch bệnh, hy vọng tìm ra nguồn gốc phát tán virus và khoanh vùng lây nhiễm. Thông qua các cuộc khảo sát và điều tra, Mary bắt đầu những nghiên cứu riêng của mình. Và trong video lấy từ sòng bài, cô ấy đã tìm thấy nhóm người nhiễm bệnh đầu tiên. Họ đã từng tiếp xúc trực tiếp tại các sòng bài ở Macau. Vì vậy, Mary kiểm tra cẩn thận tất cả những video tại các sòng bạc. Qua nghiên cứu phân tích, cô ấy xác định được Beth là nguồn gốc nhiễm bệnh của nhóm người đầu tiên và virus lây lan nhanh qua tiếp xúc. Ở một nơi khác, Erin đã tìm đến Mark để tìm hiểu tình hình. Cô ấy phát hiện Mark hoàn toàn miễn nhiễm với loại virus nguy hiểm này. Vì vậy, cô ấy yêu cầu Mark nên đưa con gái về nhà. Sau đó, Erin tìm một sân vận động để làm chỗ cách ly tạm thời cho người nhiễm virus. Nhưng chính quyền địa phương phản đối vì vấn đề liên quan đến kinh phí. Điều này khiến Erin mệt mỏi không nói lên lời trong giây lát. Tuy nhiên, vào ngày thứ 14 sau khi virus lây lan, Erin đang trong khách sạn phát hiện rằng mình cũng đã nhiễm virus. Mặc dù rất hoang mang, nhưng cô ấy vẫn kiểm tra tất cả những người phục vụ và nhân viên dọn phòng cô ấy trong 24 giờ qua và thông báo phải đưa họ vào diện cách ly. Sau đó, Erin thông báo tin này lại cho tiến sĩ Cheever ngay lập tức. Cô ấy hy vọng tiến sĩ cử một người khác để hoàn thành nốt công việc đang dang dở của mình. Tiến sĩ Cheever biết được tin rất lo lắng, suy nghĩ giải pháp đối phó. Anh ấy muốn dùng máy bay đưa các nhà khoa học đang bị nhiễm bệnh về trung tâm, nhưng chiếc máy bay đó đã được sử dụng để chở một thượng nghị sĩ bị nhiễm virus. Erin lần đầu tiên trong đời nghiên cứu rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện tại. Cuối cùng cô ấy cũng không thể chiến thắng virus. Đến cuối đời, thi thể cũng chôn cùng chỗ với những nạn nhân khác để khử trùng. Ở phía bên kia, tiến sĩ Chi nói với vợ tin tức về virus đang lây lan chóng mặt. Nhưng người quét dọn ở gần đó đã nghe được hết câu chuyện của anh ấy. Và vợ của anh ấy cũng đem tin tức đó nói cho bạn bè của mình biết. Tin tức về virus nhanh chóng lan truyền rộng rãi và mất kiểm soát, khiến cho thành phố trở nên hỗn loạn. Vào thời điểm này, blogger nổi tiếng Alan đã tuyên bố trên blog của mình, anh ấy đã bị nhiễm MEV1 nhưng đã dùng Forsythia để tự chữa cho bản thân. Điều này khiến mọi người đổ xô lao vào hiệu thuốc một cách điên cuồng, giành giật lấy thuốc Forsythia. Sau đó, Alan cũng nói trên truyền hình, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ che giấu sự thật rằng Forsythia giúp điều trị virus. Họ cấu kết với các công ty dược phẩm để một số người có thể kiếm lợi từ nó. Và tiến sĩ Cheever đã nói với công chúng, không có nghiên cứu nào cho thấy Forsythia có thể chữa được virus. Nhưng Alan lại nói ra một việc mà Cheever đã làm. Anh ấy đã tiết lộ về virus cho gia đình đầu tiên không quan tâm tới xã hội. Anh ta bắt đầu nói Cheever đạo đức giả. Điều này khiến Cheever trở thành vật tế thần trước dư luận xã hội. Và sẽ có một cuộc điều tra về điều này. Sau 26 ngày bùng phát dịch bệnh, số người chết toàn cầu đã lên tới con số cực sốc 2,5 triệu người. Nhiều quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp. Mọi người trong xã hội nhanh chóng không có đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày rơi vào bạo loạn. Tiếng súng vang lên trong màn đêm, trộm cướp trở nên phổ biến hơn. Mắc để bảo vệ con gái, cũng tìm kiếm vũ khí tự vệ ở những ngôi nhà gần đó. Lúc này, con gái anh đang chơi với bạn trai. Trong khi hai bạn trẻ chuẩn bị hôn nhau, Mark ở sau đã rất tức giận. Cậu bé lập tức bị đuổi đi. Ở chỗ khác, bên trong CDC, Ally đã nghiên cứu rất chăm chỉ và đã đạt được kết quả. Cô ấy phát hiện ra rằng khỉ đuôi dài số 57 được sử dụng làm thí nghiệm đã tạo ra kháng thể và sống sót khỏe mạnh. Nhưng vấn đề nó phải mất vài tuần nữa tiến hành các thử nghiệm lâm sàng.
Như vậy, mỗi ngày vẫn sẽ tiếp tục có rất nhiều người chết. Vì vậy, Alai đã trực tiếp thử nghiệm vaccine lên cơ thể mình. Cô ấy tiêm một liều vaccine vào đùi. Sau đó, cô đến gặp bệnh nhân đã bị nhiễm virus. Cha cô ấy cũng đã bị nhiễm bệnh. Ông ấy là tấm gương mà Alai noi theo về sự hy sinh và cống hiến. Và lòng dũng cảm của Alai đã tăng tốc quá trình sản xuất vaccine. Sau khi xác nhận rằng vaccine có hiệu quả đối với cơ thể con người, những vaccine đầu tiên đã được sản xuất trong vài tháng tới. Vào thời điểm này, virus đã hoành hành được 131 ngày. Nó đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của 26 triệu người trên toàn thế giới. Vì lô vaccine đầu tiên rất ít, nên chính phủ quyết định sử dụng hình thức quay sổ số để phân phát những liều vaccine quý giá này. Điều này dẫn đến một số người không có vaccine để tiêm kịp thời. Lúc này, nhân viên làm việc cùng Mary đã bắt cóc cô ấy đi. Anh ta muốn có những liều vaccine để cứu mạng dân làng. Điều cô không mong đợi là chỗ thuốc ấy đều là giả. Tiến sĩ Cheever đã nhận thuốc ở phía bên này. Chính phủ ưu tiên phát vaccine cho gia đình anh ấy. Nhưng Cheever đã tiêm vaccine cho con trai của người lao công. Anh ấy chỉ đeo vòng tay theo yêu cầu, trở về nhà tiêm vaccine cho vợ anh ấy. Và không ai biết về sự hy sinh của Alai để chế tạo ra vaccine. Cô ấy vẫn âm thầm cống hiến làm việc ở trên tuyến đầu chống dịch, cho thấy tầm quan trọng của những người nghiên cứu và chế tạo các loại vaccine. Đồng thời, Alan, người sử dụng blog để liên tục tạo ra dư luận, cũng đã bị bắt về tội gian lận đầu tư và có khả năng là ngộ sát. Sau đó, cảnh sát phát hiện rằng Alan không hề bị nhiễm virus. Anh ta đã nói dối về thuốc Forsythia có khả năng chữa bệnh. Alan có các giao dịch ngầm với các công ty đầu tư đó. Nhưng vì không đủ bằng chứng cộng với đám đông đang ủng hộ anh ta sớm được bảo lãnh tại ngoại. Anh ta tiếp tục thu thập tin tức ở khắp mọi nơi và lan truyền việc tiêm phòng trên blog cá nhân, những thông tin có hại cho cơ thể. Sau khi Mark được xác nhận đã tiêm chủng phòng ngừa, anh ấy vào cửa hàng để mua cho con gái anh ấy một chiếc váy thật đẹp. Anh cũng trang trí phòng khác để chuẩn bị cho con gái. Bạn trai của con gái cũng đã được tiêm vaccine đã đến chơi với con gái anh ấy. Cùng nhau khiêu vũ, đây cũng là món quà Mark muốn dành tặng cho con gái. Và Mark nhìn người vợ yêu của mình trong máy ảnh, có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một đêm cách đây vài tháng, hai cái cây đã bị đốn hạ. Con rơi sợ hãi bay lên trời và tìm kiếm thứ ăn. Nhưng khi nó đang ăn thức ăn bị rơi xuống chuồng lợn. Sau đó lợn con ăn thức ăn của con rơi rồi được gửi đến nhà hàng. Và người đầu bếp đang chuẩn bị xử lý con lợn con trước khi chụp ảnh với Beth, đã dính vết máu trên tay mình chỉ lau qua loa bằng tạp dề. Vô tình đã lây nhiễm virus qua việc tiếp xúc bằng tay với Beth. Đây chính là khởi nguồn của sự lây lan virus trên toàn cầu. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like, đăng ký kênh và bình luận ý kiến của bạn phía dưới nhé.